Trong vòng 3 năm, hãng hàng không Malaysia Airlines đã thua lỗ hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ do giá xăng dầu tăng cao, biến động tỷ giá cộng thêm sự gia tăng cạnh tranh giữa các hãng hàng không giá rẻ trong khu vực. Đặc biệt sau vụ MH370 mất tích, tình hình thua lỗ của hãng càng thêm trầm trọng. Tương lai hãng hàng không 76 năm tuổi đang vô cùng mờ mịt. Malaysia Airlines đã thua lỗ hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm và các nhà phân tích dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng. Trong quý 1 năm 2014, hãng đã thua lỗ gần 140 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vòng 2 tháng, hãng đã mất hơn 60% doanh thu tại thị trường Trung Quốc do khách hàng tại nước này mất lòng tin vào Malaysia Airlines. Trong chuyến bay MH370, 2/3 số hành khách là người Trung Quốc. Mặt khác, đại diện hãng hàng không cho biết, chi phí xăng dầu đã tăng 14% dù giá xăng hàng không giảm. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hisamuddin Hussein, bác bỏ khả năng chính phủ sẽ ra tay cứu trợ ông trùm hàng không của đất nước. Theo thông tin từ phía hãng bay, phần lớn chi phí liên quan đến sự mất tích của MH370 sẽ được hoàn trả bởi công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, tình hình thua lỗ ở mức báo động đỏ đã khiến nhiều ý kiến cho rằng hãng sẽ bị buộc phải tuyên bố phá sản hoặc cổ phần hóa.